Chào mừng quý chị bạn đến với đại lý Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt em là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt màu trắng. Thì trong video này em sẽ lên cho anh chị chính sách giá của Accent thời điểm tháng 5 2024 cũng như là quà tặng và chương trình trả góp và giá lăn bánh tại các thị trường tỉnh lẻ như Bắc Ninh, Bắc Giang. Vâng, Accent thì hiện tại bên em có sẵn những màu giao ngay như là màu trắng, màu đen và màu đỏ. Thì giá của chiếc xe này lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh thì nó rơi vào đâu đó khoảng 560 triệu. Và quà tặng của xe thì hiện tại bên em đang có hỗ trợ tặng cho khách hàng một bộ phim cách nhiệt chính hãng, phim New Sun bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng và visa. Đây, sàn của xe thì nó vẫn là sàn nỉ thưa quý anh chị, thì sẽ là trải trải da vào này, vô lăng bọc da. Vâng. Chương trình trả góp thì hiện tại bên em có liên kết với ngân hàng có hỗ trợ lãi suất cực kỳ ưu đãi cho quý anh chị, chỉ rơi vào khoảng 0,62% trên một tháng. Thời gian vay tối đa là 8 năm và giá trị vay tối đa là 80% giá trị hợp đồng của xe. Đó, chiếc xe này thì hiện tại bên em đang trưng bày showroom là phiên bản đặc biệt. Chứ phiên bản đặc biệt thì sẽ có những cái tính năng như là hệ thống đèn pha cốt tự động, rồi lưới tản nhiệt, mạ chrome sáng. Đến với phần la răng thì phiên bản đặc biệt này thì kích thước la răng nó sẽ lớn hơn phiên bản tiêu chuẩn là 1 inch. Đó là kích thước 16 inch, còn bản tiêu chuẩn thì la răng là 15 inch. Gương chậu xe tích hợp xi nhan cũng như là tính năng cặp điện chỉnh điện xí gương. Và phần nội thất thì anh chị thấy là Accent được trang bị với tông màu nội thất là màu kem và màu đen. Trên phiên bản tiêu chuẩn nhé, thì hiện tại em sẽ báo giá cho anh chị luôn là phiên bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn thì bên em đang bán cho anh chị mức giá đó là 473 triệu giá lăn bánh 473 lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh. Đâu đó rơi vào khoảng 528 triệu. Và bản đặc biệt này thì 560 triệu. Vâng. Trên về phần nội thất thì xe được trang bị với tông màu nội thất đó là màu be và màu đen. Nó thiết kế rất là hài hòa, sạch sẽ và khỏe khoắn. Trên chiếc vô lăng bọc da 4 chấu này, em xin lỗi 3 chấu, thì sẽ có những cái phím như là đàm thoại rảnh tay này, tăng giảm âm lượng, điều khiển bằng giọng nói, chuyển chế độ ga tự động cruise control cho phiên bản đặc biệt này. Bản tiêu chuẩn thì không có ga tự động. Đèn tự động thì được trang bị cho cả hai phiên bản thưa quý anh chị. Rồi đây là chiếc màn hình giải trí trung tâm thì với kích thước là 8 inch thì sẽ cho công nghệ như là kết nối Apple CarPlay, Android Auto, tích hợp bản đồ định vị dẫn đường. Điều hòa bản đặc biệt thì là điều hòa tự động ạ. Còn trên phiên bản AT thường thì nó vẫn là điều hòa chính cơ. Cần số thì là xe được trang bị với hộp số 6 cấp. Bánh răng AT. Phanh tay thì nó vẫn là phanh tay cơ. Vâng. Cửa sổ trời phiên bản đặc biệt em có cửa sổ trời nhé. Cửa sổ trời này thì anh chị có thể sử dụng nó như một cái món đồ trang sức cũng như là rất là tiện trong khi mà mình đi trời tối này, ánh sáng nó chiếu vào rất là đẹp và cũng có thể là đi những cái vùng ngoại ô nó không khí trong lành, mình mở cửa ra rất là mát, hoặc là đi du lịch, đi dạo trên những cái vùng có những cái bãi biển rất là mát. Đó, gương chậu trong xe thì là chống chói tự động, còn bản tiêu chuẩn thì chưa có. Về phần hàng ghế thứ hai đi. Hàng ghế thứ hai của xe thì sẽ được tích hợp cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này, rồi có sạc, cổng sạc cho hàng ghế thứ hai nhé. Hàng ghế thứ hai thì cũng có cái độ ngả lưng ghế tốt thưa quý chị. Đó, tích hợp loa cánh cửa, rồi những cái hộc để chai nước rất là tiện lợi. Accent thì anh chị có thể thấy là giá chưa vào tốt như bây giờ. Vâng, một chiếc xe trong phân hạng B bán chạy và giá được giảm và hỗ trợ rất là nhiều. Bản tiêu chuẩn thì bên em cũng có tặng phim cách nhiệt, tặng trải sàn da, bọc vô lăng, visa. Đèn hậu của xe thì là cụm đèn hậu dạng LED. Đó, có 4 cảm biến và một camera lùi hỗ trợ anh chị nhìn khi đỗ xe hoặc là ghép dọc ghép ngang. Và cốp của xe thì cũng rất là rộng. Cốp của Accent thì khách hàng đánh giá rất là tốt về độ rộng rãi và thiết kế rất là tiện nghi. Ở phần dưới cốp thì sẽ có lốp dự phòng. Lốp dự phòng thì đây là lốp dự phòng giống các lốp của lốp phòng, đây là giống hoàn toàn giống các lốp ở bên ngoài xe, không phải lốp dự phòng la răng thép như những cái chiếc xe còn lại. Đến phần tiêu hao nhiên liệu thì anh chị thấy là xe có mức tiêu hao nhiên liệu rất là tốt. Đây, bản tiêu hao nhiên liệu của bản đặc biệt này thì đường kết hợp là 6,2, đường trong đô thị là 8,5 lít và đường ngoài đô thị là 4,86 lít. Accent thì
với thiết kế trẻ trung, năng động và có những công nghệ, và giá lại cực kỳ rẻ. Giá Accent thì tốt nhất phân khúc rồi. Anh chị quan tâm đến phiên bản đặc biệt này thì bên em cũng sẽ có sẵn như màu trắng, màu đen, màu đỏ. Phiên bản AT thì hạn chế hơn, phiên bản AT thì bọn em chỉ còn màu đen và màu trắng thôi. Quý anh chị quan tâm đến Hyundai Accent thì có thể vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.